Hai, chào bạn, chào tất cả các bạn và cô chú anh chị nha. Bữa nay đến ngày 27 nha. Mình thì cũng mới đi làm về. Nay đi làm cả đêm về về tới nhà 7 mấy giờ này, đang 8 khoảng 8 giờ. Đi thăm luôn. Đi thăm cái luộc bể cũ. Thăm luôn mấy cũ với nhóc nè. Chào ạ. Chào cô chú anh chị nha. Thôi vậy hai anh em đi thăm nha. Cùng cùng lên đường với hai anh em nha. Đây cũng chuẩn bị đồ xong hết trơn. Chuột lúa. Chuột lúa. Mai đem này chục con chuột. Với lúa rồi bao nữa. Với kiệp. Vậy là đầy đủ rồi. Hôm nay mình đi thăm. Hôm nay hy vọng là hết chuột thôi chứ không gì chứ. Ta có phải cái tiếp nha mấy bạn. Bảy tiếp theo. Ta hồi nãy có cuốn cái bảy à. Này có cuốn lại để cho mày làm lại ngồi để sơ cua cho chờ người ta dọn kìa. Thôi việc ví dụ mình dọn bảy cuốn bảy đi được giờ rồi đó. Ý. Thì dạ? có hàng gì cái đầu tiên có hàng hả? Ê đủ má không. Ôi trời em không ngửa cắt đầu đó trời ơi hết không. Không ngơ chặt đầu nó bạn nè. Nó mổ chết á. Nè cầm đi. Để mình thăm cái bên đây cái nè. Cái đầu tiên có hàng mà bị chặt đầu nó tức quá. Ô người ta dọn bẫy quá trời. Còn bẫy còn không á. Còn luôn. Trời cho anh ta đạp mớp 7 luôn rồi. Chuột con. Đạp mớp 7 luôn rồi. Nè các bạn thấy mới thấy ôm rồi nè. Quá trời bự luôn. Nhìn qua thấy nó bay lên thấy ôm rồi kìa. Quá trời đã. Được mắt gắn nó ra mới được. Mình tính nhét lại chỗ này cái cục cái bẫy mà tự nhiên họ đây thấy cái bẫy của nông nghiệp mà nè. Mà đặt cái đâu mà giữa đường giữa xá vậy? Chuột con luôn. Đặt sao giữa đường giữa xá vậy trời? Bị ai đạp? Cắn với kia chị. Hồ chó. Trời ơi, cái gà hai đồ hôm nữa luôn, chuột con nha. Thôi để là cho đồng nghiệp đi. Mình thấy bẫy của người ta không cho mình lụm. Tại này thấy quay lên cho mấy bạn xem nha. Theo nha mấy bạn. Nãy tính đi đặt cái bẫy mà còn bị gặp cái bẫy của đồng nghiệp nó hỏng gà đi ngang cho nó. Me cho nó mấy lần rồi. Vô, hay gì? Okay, vô cho. Me cho nó mấy lần rồi. Mà không có đặt, đợt này chưa tính đặt thì có 7 đồng nghiệp. Rồi cái này nó không dính, sao thấy nhiêu quá vậy? Không dính tính rồi. Tới cái bãi cái trang các bạn. Cá nó thì dính con hổ người ơi. Chút nặng nè, chút nặng nè tới giờ. Không dính nữa. Chứ đợt này là không dính là cuốn luôn á. Quá tệ. Không dính nữa hả? Cuốn luôn. Tới khu vực. Dính hai con hổ ngựa nha các bạn. Mở thanh tạ. Úc xa con ngựa. Bảy còn kìa. Nhiều luôn. Chuột đâu trời. Còn chuột chết rồi. Cái tiếp theo các bạn, khu này khu vực mới nè, khu này được dính một con.
cái con này đợt này nó có dính nữa không? Bữa hôm nay là dính còn không hành được rồi. Cho nhiều quá. Cái tiếp theo các bạn. Chết quá luôn. Hay rõ ràng. Thôi chết luôn rồi. Cho thêm bạch đi. Bảy tiếp theo các bạn. Đi còn bảy không? Còn mà. Lắm không? Ê, ê, dính, hàng khủng. Hàng khủng luôn hả? Nặng lắm. Con gì mà hàng khủng? Coi, con hành quá. Đây chứ không? Đi lớn. Trời, 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 trời. Trời, mấy bạn ơi, con rắn nè. Chị Nguyên không đem đồ theo còn sao? Giờ mới đi này đó. Không. Đi ra ngoài bắt rồi phải đặt lợn nữa mà. Mày ra ngoài bắt là tao thấy có người. Đó, các bạn thấy không? Rắn kìa. Tự nhiên không đem đồ theo nó dính. Trời trời nè mấy bạn. Rồi ối luôn. Mới dính tối. Ngáo chuột luôn, mới dính tối à. Mấy bạn ơi. Quá trời đã luôn mấy bạn ơi. Nhỏ đang lấy cái vỏ, vỏ nghe để ở ngoài á. Không đem vô. Dính cục ngàn quá yên. Cũng được. Gắn gì là ngon rồi. Bắt lại tính. Dạ, con chỉnh này hả? Chồng nhỏ bắt rắn này nè. Ui. Ừ, cao cao lên đi, con cầm rồi luôn. Ngu quá. Thôi, dài dài á. Lôi nè. Mậu ơi. Gắn quá trời con à. Nó chịu đi ra. Người ta làm xúc cho nó ra chứ. Rồi, bỏ. Bỏ xuống này chọn, chọn nó. Đi đi, đi đi, đi. Chọn nó ra. Quá thích. Rồi ngon rồi. Đây chỗ này á. Chỗ này cái đây. Cứ vô mặt tao nè. Vô mặt vô. Rồi bỏ vô đi, đi nhanh lên. Rồi để mình vô vô chuột mình đặt lại đi thăm bảy khác nữa bạn. Hổ đứng hổ hằng nữa nè, hổ hằng khủng, hổ này rắn im lắm, không mày rắn có chạy lúc này có hổ hẹp đây, cái này cho người thanh kia, đổi nha, đợt này đổi tay thử mấy bạn này, bảy gì còn nè, mà không thấy cứt cái gì vậy, ô dính hổ hằng là tính. Trọng đúng không? Hàng đó các bạn ơi. U. Ok ok ok. Bắt đúng rồi. Ê da, chú đầu. Chú lên ra đi. Tiếp đây nha. Tạo thêm cái này nếu mà có rồi. Đem nó luôn. Ok, cái này không biết các bạn ơi.
Bên này mình vào dưới thử rồi. Để mình vào dưới cái. Nhọt cái rắn này mấy bạn. Rắn nó đâu kẹt đậu, rắn nó bự mà. Học tay bắt nhanh hơn tí. Ok, học tay bắt đi. Chút chút nè. Thì bữa nay có gắn nha mấy bạn. Cổ cặp đầu. Má. Rồi luôn, thôi để mình xử lý gắn này mấy bạn. Nghe là cái này cũng hổ dính rồi. Nhưng hổ hành bự đó. Trời ơi, giống dỗ mình để nhóc mà. Không có mặt nè. Bữa hôm tao xấu ra đó. Còn hả? Có gì không dính nè mấy bạn. Dính còn hộ hộ hành trà bá lửa tới giờ nghỉ dính luôn rồi. Cái bẫy tiếp theo nha. Khu vực mà quá giặt á. Rồi luôn. Chó quậy tan tành đó mấy bạn ơi. Còn chuột. Sao người buông dữ vậy trời. Chỗ này tức muốn chết thì chứ, chỗ này ngon mà bị chó nó quần nó ruộng hoài á. Cái thằng kia chó nó có ruộng không? Gùn manh chành luôn mấy bạn. Tức quá mấy bạn ơi, không gài dí chỗ này mà bị chó nó gùn hư bẫy hoài. Nó chó nó giờ đi hết cái à, còn cái à. Rồi sao gùi bú vậy? Chết chuột. Nhìn ra chuột cái. Cái mà bữa hổm dính chuột mà giờ qua đây nha mấy bạn. Nhỏ nó đặt ở đây nè. Chứ sao rồi nhỉ, hiệu luôn rồi. Không dính nữa mấy bạn. Ở tiếp theo như mấy bạn. Nhỏ lấy bột lúa à. Nãy gì cuốn 2 7 à. Dạ. Giờ điểm. Trời. Đâu. Đúng rồi, đúng không đặt gì mà. Để mình vô lúa đặt lại nha. Xem các bạn. Chỗ này bữa hổm đưa cho nhỏ đặt. Như sao? Nó đặt mình cũng biết chỗ nào nữa. Đặt đâu vậy? Đúng rồi. Trời ơi, lấy lúa là khó quá. Chỗ nào mà khó lấy lúa chắc nó nói dính rồi, cần gì mà lấy luôn chi. Dính rồi lấy luôn chi. Thay bẫy rồi kìa. Em có dính không? Rồi nhẹ hiệu luôn. Đâu? Hay sẽ gắn. Mới. Gắn vô rút ra gì nè. Ăn cắn được chuột có sợ quá, không rút ra gì nè. Ngon chưa? Ngon sao mà trang quát vậy? Nên vô lúa mình đặt lại cái. Tới chỗ tiếp theo các bạn, bữa hổm. Hổm nhé, đặt lấy gắn hả? Lấy. Đặt thấm hai cái đi. Cái nào vậy? Cái này cũng lý tưởng quá này chứ. Rồi đặt đâu tí? Nào. Nhỏ đặt.
đặt chính giữa vậy, sao không đặt cặp mé nước ngon hơn? Ăn sắp 7 giờ rồi. Cái gì? 7 giờ. 7 tu đắng rồi kìa. Chó nó lâu cái gì à? Ngộ vậy? Thay 7 không? Thay lộn. Lụm 7 đi. Chó lâu vậy nè. Chó lâu mà dầu lâu vậy nè. Còn cái này nè. Cái kia bị chó hay mèo giặt đi. Chết một chuột coi. Không có bị giặt nè. Rồi là bị giặt. Con không dính luôn. Con chuột nó đâu rồi? Rồi mất tiêu chuột luôn. Ông lá anh trời. Nhìn ông lá đánh nè. Con lá túa ra con cục đó đó con lá là túa ra quá trời tao chạy tới thang nữa nè khu cái sắp hết rồi giờ ra khu ngoài nữa nè rồi lặt lại rồi nó không dính chuột con lúa tới. Hôm nay chắc bị con gì quậy à. Nó có bao ngon lắm nè. Mèo quậy à. Mình khu này ngon quá giờ không được. Để đi ra. Mình đặt chỗ khác. Mình đi làm chỗ khác nữa bạn. Cô hổm giờ ra đây nè. Có dính không? Đầu luôn, chết luôn mấy bạn ơi. Thế nào? Rồi chết bớt rồi. Thang mấy bạn. Đầu bớt rồi. Bớt luôn hả? Cái này nó là còn còn tổng cộng còn 3 cái nha mấy bạn. Cái này 1 cái nó còn 2 cái. Chuột con không? Để vô lúa thật lại nha mấy bạn. Cái tiếp theo mấy bạn. Cái này không là chưa dính luôn tức có trời à. Bữa nay sao nữa. Rồi nó quớt rồi con. Đây bịch lúa đây quớt được bịch lúa. Rồi quớt thiệt đó bạn ơi. Nghèo à. À dính mà. Dính gắn nó không dính trời. Mà ngắn cũng bự á. Trời ơi ngắn. Má ơi. Chuột con không? Nuốt chuột ơi. Con ngắn bị lớn cơ ông nội ơi. Thì con ngắn không có con chuột thiệt ha. Bò luôn rồi. Bắn mấy bạn. Tôi coi tính. Tôi coi cái ngón tay cá này tính. Dính đầu hành bị lớn á. Gắn này kiếm chỗ thả này luôn nè. Thả không giọng đây xuống nó vô đẩy. Nè ăn chuột nữa. Kiếm chỗ khác. Còn cái cuối cùng ở khúc dính con hổ ngựa rồi ở trong nhà. Ghi các bạn còn cái cuối cùng. Ngày mai sẽ đi thăm khu vực mới với cái luồng bẫy 25 cái. Mới xuống. Luồng bẫy mới xuống luôn. Ngày mai là có luồng bẫy đi thăm là luồng nó cảo luôn. Hy vọng là sẽ có hàng khủng. Mình với nhóc nó về tới nhà nha mấy bạn. Cô chú anh chị. Cuốn 47 này ra khu vực ruộng đặt. Mà thành quả bữa nay được có 3 em. Nó cũng được 4 em đó mà tại vì nhỏ quá. Em kia nhỏ quá, bỏ luôn, không lấy. Thôi lấy có đây được 3 con. Này được như thế nha mấy bạn. Con nhỏ nè. Trời ơi nó nhỏ. Thả
luôn đi. Cho hôn lên nè. Bắt không? Trẻ mình được 3 con mà, bỏ con ngựa vô đó. Cái bẫy vô chuột luôn à. Vô chuột mấy cái bẫy luôn đi, để chiều chiều bị lật ở ngoài ruộng. À, chúc các bạn và cô chú anh chị xem clip này vui vẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình Hoàng Nhóc nha. Chào cô chú anh chị ơi. Nó lột được cái ủng ra và nó mừng quá. Hẹn clip tiếp theo, tại vì ngày mai sẽ thăm cái luồng bẫy 25 cái. Mà luồng bẫy đó là khu vực mới luôn.